Tiếp tục chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung của tiểu mục Chuyện trong ngày. Thưa quý vị, camera hành trình là thiết bị được nhiều chủ xe ô tô cá nhân lắp đặt nhằm giám sát, ghi nhận các tình huống giao thông trong quá trình lưu thông trên đường phố. Dự thảo lần 4 của dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đang lấy ý kiến của các cơ quan, các tổ chức cá nhân trước khi trình Quốc hội trong kỳ họp tới đây đã đề xuất ô tô cá nhân cần lắp đặt camera giám sát hành trình để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đã có nhiều tình huống giao thông thực tế được camera hành trình ghi nhận, đặc biệt là các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng cũng như các tình huống vi phạm luật giao thông và trở thành những bằng chứng quan trọng trong việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông của cơ quan chức năng. Một vụ tai nạn xảy ra tại xã Sơn Bình, tỉnh Lai Châu mới đây được camera hành trình của chiếc ô tô phía sau ghi lại. Ba học sinh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lấn làn vượt ẩu đã va chạm với xe tải chạy ngược chiều. Hậu quả, một người tử vong, hai người bị thương. Hàng loạt vụ xe ngược chiều lấn làn gây nguy hiểm cho xe đang lưu thông chiều ngược lại cũng được các camera hành trình ghi nhận. Và đây là bằng chứng để lực lượng cảnh sát giao thông địa phương căn cứ ra quyết định xử lý vi phạm. Camera giám sát hành trình được nhiều lái xe xem là trợ thủ đắc lực, ghi nhận lưu giữ nhiều bằng chứng, tình huống giao thông khách quan, trở thành chứng cứ khi giải quyết các tranh chấp liên quan đến pháp lý nếu xảy ra va chạm tai nạn. Quan điểm của tôi là lắp camera hành trình này cũng rất là tốt. Thứ nhất là bảo về trên tuyến đường đi của mình ấy, là mình sẽ ghi lại được những hình ảnh trên đường, ví dụ không may xảy ra va chạm hay là vượt đèn đỏ, hay là ví dụ như là trên đường có tình huống gì mình có thể lưu lại, mình có thể xem lại được. Và đấy cũng là có cái bằng chứng để sau này mình có gì còn có cái chứng cứ ấy, sẽ tốt hơn là khi mình không có. Nếu mà mình lắp camera hành trình khi mà đi trên đường, hay mà mình vô tình mà mình có những cái trường hợp là mình bị tai nạn hoặc là mình gặp những cái tai nạn trên đường, thì mình có thể trích xuất camera ra để mình xử lý những cái trường hợp đó rất là dễ dàng. Theo các chuyên gia giao thông, ngoài việc lắp đặt camera trên toàn tuyến đường, các xe cá nhân có camera giám sát hành trình sẽ giúp cả người tham gia giao thông lẫn cơ quan quản lý trong các tình huống về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các sự cố về tai nạn giao thông sẽ có hình ảnh khách quan phục vụ cho xử lý vi phạm. Trong cái kỷ nguyên này, chúng ta không vận dụng ứng dụng về công nghệ, kỹ thuật số để tham gia vào công tác quản lý trật tự xã hội thì cái đấy là rất là khó khăn, mà chúng ta công việc quản lý chúng ta rất là kém hiệu quả. Đấy. Và một trong những cái vấn đề mà để giải quyết công tác quản lý hiệu quả nhất, công tác giáo dục con người tốt nhất hiện nay là chúng ta phải tập trung vào ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý và giám sát tất cả các hoạt động con người, trong đó có hoạt động về giao thông. Hiện nay, vẫn chưa có một thống kê đầy đủ về lượng phương tiện ô tô cá nhân đã lắp camera. Tuy nhiên, với nhiều lái xe, camera hành trình là công cụ cần thiết để giám sát được hoạt động của xe, các tình huống giao thông trên đường. Thậm chí, nhiều lái xe đã đưa ra bằng chứng từ camera hành trình để cung cấp, chứng minh không vi phạm các lỗi khi lực lượng cảnh sát giao thông dừng xe, thông báo lỗi. Dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đề xuất bắt buộc lắp camera hành trình cho xe cá nhân đã gặp nhiều ý kiến phản biện, lo ngại về quyền riêng tư áp đặt. Và ngay sau đó thì Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cũng khẳng định là chỉ khuyến khích việc lắp camera cho xe cá nhân chứ không bắt buộc. Nhiều chuyên gia cho rằng khuyến khích là đúng, tuy nhiên việc lắp camera trích xuất dữ liệu cũng nên có những cơ chế riêng để vừa đảm bảo được quyền riêng tư, vừa để người dân hợp tác cùng cơ quan quản lý nhà nước trong việc trích xuất, sử dụng những dữ liệu mà camera hành trình ghi nhận được. Việc khuyến khích lắp camera hành trình nhằm ghi nhận các diễn biến trên đường vẫn nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những ý kiến đồng tình, không ít người vẫn lo rằng camera hành trình, nhất là camera hành trình có ghi nhận hình ảnh trong khoang xe, sẽ dễ làm lộ bí mật cá nhân. Tôi cảm thấy là quan ngại về tính bảo mật cũng như là lộ lọt thông tin. Và theo quan điểm của tôi thì tôi không ủng hộ việc mà nếu mà lắp cam theo dõi ở bên trong khoang xe cũng như là thu thập hình ảnh, dữ liệu ở bên trong khoang xe ô tô. Phân tích của các chuyên gia cho thấy dữ liệu từ camera hành trình trên xe cá nhân đã khẳng định được lợi thế của thiết bị khi ghi lại được hình ảnh các vụ va chạm, tai nạn giao thông và thậm chí là các tình huống liên quan trật tự, trị an trên đường. Tuy nhiên, phía cơ quan quản lý nhà nước phải tính đến cơ chế trao đổi dữ liệu
chứ không phải là thích thì bắt người dân cung cấp dữ liệu của camera hành trình, cũng như người dân thích thì cung cấp, không thích thì thôi. Phải tính đến, tức là đối với đối tượng bị điều chỉnh, tức là lắp thiết bị như thế, nhưng về phía cơ quan quản lý thì cái việc anh chuẩn bị phần cứng như thế nào, anh chuẩn bị phần mềm như thế nào, anh chuẩn bị cơ chế hoạt động như thế nào cho cái nơi mà tích hợp cái dữ liệu để truyền về đấy, thì cũng là vấn đề phải nghiên cứu, và cái đó là phải ngân sách nhà nước bỏ ra, phải có đề án, phải có chuẩn bị. Trao đổi với báo chí trước các ý kiến trái chiều liên quan đến vấn đề lắp camera giám sát hành trình cho xe cá nhân, phía đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an đã một lần nữa khẳng định việc lắp camera hành trình với xe cá nhân là khuyến khích chứ không phải là bắt buộc. Đặc biệt, từ thực tiễn cho thấy, dữ liệu từ các camera giám sát hành trình đã giúp ích rất lớn cho cơ quan quản lý nhà nước cũng như cơ quan công an trong điều tra, truy tìm, xử lý. Hiện nay rất nhiều cái phương tiện cá nhân cũng đã trang bị những cái camera giám sát cho cái phương tiện của mình nhằm mục đích là ghi lại những cái hình ảnh. Đấy, và chúng ta thấy được rằng khi xảy ra những cái sự cố, những cái vụ tai nạn ở trên đường thì những cái hình ảnh này nó giúp cái việc bảo vệ cho bản thân mình, giúp cho việc chứng minh cho tội phạm, đấy, giúp cho những cái việc thực hiện các cái công tác truy tìm tội phạm và đảm bảo về an ninh trật tự v.v. Đấy, thì giúp ích rất nhiều. Thế và ở đây ấy, thì nó cũng dừng ở cái góc độ đó là cái khuyến khích để làm sao ấy cộng đồng chúng ta có trách nhiệm, chúng ta bảo vệ chúng ta lên án đấu tranh với cả các hành vi vi phạm pháp luật. Phía Cục Cảnh sát Giao thông cũng cho rằng tất cả ý kiến đóng góp, phản biện cho dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ sẽ được tập hợp và cùng các cơ quan chuyên môn của Bộ Công an để chỉnh sửa phù hợp. Riêng đối với dữ liệu hình ảnh từ các máy quay như điện thoại, camera giám sát hành trình, camera nhà dân, cơ quan, đây là một trong những dữ liệu mà cơ quan công an sẽ sử dụng để đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bởi ở những hình ảnh này đều thể hiện rõ thời gian, địa điểm. Việc xây dựng cơ chế đối với sử dụng dữ liệu của camera giám sát hành trình hay là camera giám sát tại các gia đình hoặc các hình ảnh từ điện thoại cá nhân là cần thiết và hy vọng sẽ được cơ quan quản lý sớm thực hiện nhằm có một hành lang pháp lý riêng, đảm bảo quyền cung cấp thông tin, dữ liệu nhưng cũng đảm bảo quyền riêng tư cá nhân. Vâng, phải khẳng định rằng camera hành trình có những lợi thế riêng và cách ứng xử với thiết bị này ở mỗi quốc gia thì mỗi khác. Mặc dù là không bắt buộc nhưng mà tại nhiều quốc gia, việc khuyến khích lắp đặt camera hành trình như một công cụ để bảo vệ pháp lý trong trường hợp cần thiết. Và cho đến nay, nhiều nước cũng đã có một cái nhìn cởi mở hơn với camera hành trình khi hợp pháp hóa sử dụng loại thiết bị này. Ngày 23 tháng 12 năm 2022, một trận bão tuyết khủng khiếp đã gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn với 46 xe trên đường cao tốc ở Ohio, Mỹ. Do tuyết rơi dày nên lực lượng chức năng rất khó có thể xác định vụ tai nạn xảy ra như thế nào. Nhưng hình ảnh từ camera hành trình của một phương tiện trong vụ việc đã giúp họ. Không chỉ vậy, camera hành trình còn được xem là công cụ hữu ích trong quá trình điều tra những vụ tai nạn nhỏ hơn. Nếu có một vụ tai nạn xảy ra ngay trước xe mà xe đó lắp camera hành trình, họ có thể giao nộp video đó cho chúng tôi để phục vụ điều tra, hoặc nếu đó là xe trực tiếp dính líu đến vụ việc, chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng. Bất cứ thời điểm nào, bạn đều cần có mức độ bảo vệ cao hơn và hữu ích. Thông thường chúng tôi sẽ gặp những tranh cãi về cách thức vụ tai nạn xảy ra, ai có lỗi. Video bằng chứng sẽ là một công cụ rất hữu ích với chúng tôi. Trong trường hợp xe không có camera hành trình, chúng tôi buộc phải dựa vào video giao thông chung, nhưng nó có thể không cho cái nhìn toàn cảnh về vụ việc. Tại Mỹ, sử dụng camera hành trình là hợp pháp tại tất cả các bang. Sau mỗi bang lại có quy định riêng về việc lắp đặt và vị trí camera hành trình. Trong đó, phổ biến nhất là camera hành trình không được cản trở tầm nhìn của người lái qua kính chắn gió. Nếu thiết bị này có ghi âm giọng nói, thì cần có sự đồng ý của tất cả mọi người trên xe. Camera hành trình trở nên đặc biệt phổ biến tại Anh, khi cứ 4 người thì có một người sử dụng. Sự hiện diện của nó tại khu vực châu Âu lại càng trở nên rõ ràng. Mỗi năm, lại có một nước chấp nhận camera hành trình và tính năng của nó cho phép sử dụng đoạn phim làm bằng chứng cho cảnh sát cũng như cho mục đích bảo hiểm. Chẳng hạn như Áo. Trước đây, tài xế tại Áo có thể bị phạt tới 10.000 euro nếu sử dụng thiết bị này hoặc 25.000 euro nếu tái phạm. Nhưng hiện, Áo đã hợp pháp camera hành trình, nhưng camera không được cản trở tầm nhìn của lái xe. Và người dùng phải làm mờ tất cả khuôn mặt và số đăng ký trước khi xuất bản đoạn phim. Máy ảnh cũng phải được đăng ký.
Hiện toàn châu Âu, chỉ còn 3 quốc gia chưa chấp nhận camera hành trình, đó là Cộng hòa Síp, Luxembourg, Bồ Đào Nha vì quyền riêng tư. Cũng xin được nói thêm là Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng việc lắp camera giám sát hành trình với ô tô nói chung và xe cá nhân nói riêng sẽ tạo một bước đột phá trong ứng dụng công nghệ để quản lý an ninh trật tự an toàn giao thông tại Việt Nam. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát trật tự giao thông sẽ tạo ra sự minh bạch, khách quan và toàn diện. Đồng thời, trong một số trường hợp thì camera giám sát hành trình còn giúp bảo vệ quyền lợi của chính những người điều khiển phương tiện giao thông nữa. Do đó, toàn bộ phương tiện được gắn camera thì trật tự xã hội sẽ được giám sát một cách đầy đủ hơn. Đến đây thì chúng tôi xin được khép lại nội dung của tiểu mục Chuyện trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.